ông Biden nặng lời với 80 triệu người Mỹ chưa tiêm vaccine COVID-19. Đây không phải là vấn đề về tự do hay lựa chọn cá nhân, đây là để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, những người làm việc cùng, người chúng ta yêu thương. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tất cả người Mỹ, ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng. Theo Daily Mail, chúng ta đã kiên nhẫn nhưng sự kiên nhẫn đó ngày càng ít đi. Những người quyết từ chối tiêm vaccine sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Vậy nên hãy làm điều đúng đắn, ông Biden nói. Ông Biden đồng thời cho rằng những người Mỹ đã tiêm chủng đang ngày càng thất vọng với 80 triệu người chưa tiêm chủng. Trong bài phát biểu kéo dài gần 30 phút, ông Biden đưa ra tuyên bố cứng rắn hơn, chỉ trích mạnh mẽ những người chưa tiêm chủng và bày tỏ rằng sẽ không thể kiên nhẫn mãi. Ông Biden chỉ trích 80 triệu người chưa tiêm chủng sẽ làm quá tải các bệnh viện, phòng cấp cứu và phòng chăm sóc tích cực, khiến các bệnh nhân bị đau tim hay ung thư không có chỗ điều trị. Cuối bài phát biểu, ông Biden nói, hãy tiêm vaccine, thông điệp của tôi đến người Mỹ chưa tiêm chủng là còn trần trừ gì nữa họ cần biết điều gì chúng ta đã khẳng định vaccine an toàn miễn phí và thuận tiện fda đã phê duyệt hơn 200 triệu người đã tiêm ít nhất một mũi ông biden nói trong khi đó các nghị sĩ đảng cộng hòa chủ bao gồm các thống đốc bang chỉ trích bài phát biểu của ông biden coi đây là hành động cưỡng ép và vi hiến khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã ký xác lệnh hành pháp yêu cầu tất cả nhân viên liên bang phải tiêm vaccine COVID-19 và chỉ đạo áp dụng các quy định tương tự cho nhân viên của các công ty làm ăn với chính phủ liên bang. Với quy định mới, các nhân viên liên bang sẽ có 75 ngày để tiêm phòng hoặc có nguy cơ bị sa thải. Chính quyền ông Biden cho biết, các trường hợp miễn trừ có giới hạn sẽ được áp dụng cho những nhân viên không thể tiêm vaccine vì lý do y tế hoặc tôn giáo. Ông Biden cũng kêu gọi thống đốc các bang ra quyết định yêu cầu tiêm chủng cho tất cả giáo viên và nhân viên của nhà trường trên địa bàn.